Bonsai Đức Huy xin kính chào quý vị. Hôm nay Bonsai rất vui, Bonsai Đức Huy rất vui được đến nhà em Nguyên Vũ tại Tứ Kỳ, Hải Dương để chia sẻ một đoạn video gửi tới quý vị. Thì trước mắt quý vị đây là cái tư gia nhà em Nguyên Vũ. Thì một không gian rất là đẹp, đang chơi cây tuyệt vời. Thì Bonsai Đức Huy sẽ dẫn quý vị đi xem từng tác phẩm của em Nguyên Vũ. Anh chào em Nguyên Vũ nhá. Chào tất cả anh em. Chào các anh nhá. Chào anh nhá. Đây. Người áo xanh kia là ông anh em áo xanh kia là bạn Nguyên Vũ chủ vườn này. Thế còn ông bạn mà đội mũ này thì quay mặt cho khán giả xem này. Em xin chào cả nhà. Đấy, quý vị nhìn là quý vị nhận ra đây là Trương Phạm quý vị ạ. Trương Phạm, một người cũng khá nổi tiếng trên cộng đồng. Bọn em cũng làm phong trào mà. Đấy. Hôm nay rất là vui bởi vì anh em chúc toàn thể anh em cây cảnh trong cả nước có những ngày cuối năm thật rộn ràng và có nhiều những cái bắt tay nó sôi động, góp phần làm cho làng cây ngày càng phong trào được đẩy mạnh hơn nhá. Tuyệt vời, cảm ơn bạn Trương nhé. Bạn Trương cũng chúc quý vị thì cũng thay mặt quý vị yêu cây cả nước là cũng bạn Sa Huy cũng cảm ơn bạn Trương. Và chúc bạn Trương thật nhiều sức khỏe và săn được nhiều đồ quý để anh em còn nhượng lại cho anh em cùng chơi nha. Vâng, cảm ơn anh Huy nha. Đây anh em đang ngắm cây của em Nguyễn Vũ đấy. Rất nhiều cây quý, quý vị ạ. Đồ đẹp rất nhiều, hãy đến với bạn Nguyên Vũ. Quý vị hãy đến thăm vườn nhà bạn Nguyên Vũ để chiêm ngưỡng rất nhiều đồ quý. Hôm nay đoàn Lục Lam Bắc Giang thì đến thăm nhà vườn của em Nguyên Vũ. Giới thiệu với mọi người là đây là trưởng đoàn. Về đắn đo đắn đo, một hồi lại cân nhắc. Đây là bạn là Phúc, người rất là đam mê. Không phải so với cây nhà ở nhà. Xa nhà đi chơi đồ anh bảo đấy, mà nhìn cái con Hồng Quân. Cứ so cây sân nhà nó nằm. Anh nhìn. Con này hôm anh hỏi đây phải không Nghiệp Vũ nhỉ? Ờ đúng rồi, phải bắt phi này đây không ạ? Có hoa nhỉ? Nhìn thế này. Em chào anh Sơn nhá. Hello anh em. Anh chào anh Sơn, chào khán đang, giả. Đang đồ ăn nên anh nhân thông cảm. Đây. Chào anh em nhé, mời anh em xa gần về quê hương Tứ Kỳ, bọn em ngắm nghía sân vườn và giao lưu anh em nhé. Hôm nay thực sự là gặp nhau uống rượu tí cho nó vâng vui vẻ. Không, tầm tháng mà không được hai lượt thì quá rồi. Thế thì nó lại trong quá. Cây si của ông thì đợt này nó đang rụng hết lá rồi, nó thay chơ chọi. Lá nó già nó rụng hết. Các ông không phun cho tôi nó chảy. Phun nhỉ. Nếu đố ông dám niếm lá cây. Ông mà niếm lá mà không nặng. Úi giời, một phôi. Không, hôm nọ tôi thấy u sụt lùn rụt quý vị ạ. Nó tốt mà. Nó đẹp quá quý vị ơi. Nó lại phân thay lá. Rụng thay lá chiều qua tôi phun rồi. Nhiều đồ quý quá quý vị. Nhện đỏ này, sâu thân nhện đỏ mới là kích thích mầm. Con phun hết lượt chiều hôm qua mà. Qua tiện phun cả cây chung to ngoài vườn. Phôi bạn Nguyên Vũ cũng đang nuôi. Phôi rất là quý. Đến lần này công việc có thuận không? Đẹp quá. Còn được một tí viên nữa đóng. Thì sẽ được nghỉ Tết này rồi. Bạn Sa Đức Huy chào bạn Hiền nhá. Ờ, chào bạn. Em đâu rồi? Ai làm sao đấy? Hiền à. Phúc quá rồi. Cửa thú. Ông là đa ngành nhất nếu trong đây. Hôm nay này có cả bạn cùng đoàn này, có bạn Hiển đi cũng đi cùng với đoàn Lục Lam Bắc Giang. Vẫn công việc
Một cây mai rất là đẹp. Cây khối mạnh như này. Mai đẹp thế. Này đi vua quên với cái bàn này. Quên rồi. Anh ấy lên đây và quên cái bàn này. Anh cũng chẳng nghĩ ra gì. Không nghĩ ra. Không. Bỏ ra như nào. Thấy lên thắt là vẫn được. Đúng rồi. Không phải đâu sao có cây thôi. Cây thì bỏ nắp thùng sau. Bỏ thùng sau là chẳng là vẫn được. Tôi đi là ông bỏ rồi. Tôi cho tôi bỏ là. Trong này còn đồ quý nữa quý vị ơi. Rất nhiều đồ quý. Hai anh em đang thủ thỉ. Khả năng theo tí nổ bây giờ ấy quý vị. Bạn Vũ và bạn Phúc. Ôi trời ơi. Thực sự là đồ quý thì tay còn bệnh rồi này. Bonsai Đức Huy chắc không nói được, quý vị cũng hiểu. Một cây đẹp, một cái phốt quý quá quý vị. Con này trông nó khung làm rất nhanh. Anh Vũ ạ. Nguyên Vũ ơi. Thực sự là với cá nhân anh thì cảm nhận là phôi nó quá đẹp luôn. Quá chất luôn. Cảm ơn anh nhá, là động viên. Anh cứ khen thế nào em có động lực nuôi đấy. Là tổng thể cây nó hài hòa. Em lấy về em cũng đùn rụt. Cũng để nguyên cái chậu này, có xác định là nuôi nên cũng để nguyên chứ không. Đây quý vị nhìn tổng thể cây từ chân bệ đến thân cành. Thì cây cũng đang nuôi đây nhưng mà cây rất to cả nhà nhá. Đấy. Đấy hai găng tay em. Ngang cốt 40. Rất thụ cây. Cao đẹp. Sau này tầm kết thúc tầm 6 năm. Đẹp quá. 6 năm 70. Nguyên Vũ có thể cho quý vị biết cái số điện thoại của mình và cái địa chỉ của mình được không? Để tiện giao lưu học hỏi. Em ở Tứ Kỳ Hải Dương anh nhé. Bạn Nguyên Vũ ở Tứ Kỳ Hải Dương quý vị ạ. Em ở Tứ Kỳ. Số điện thoại của em là 0975. 0975. 966. 966. 887 ạ. 887. Thế quý vị, bạn Nguyên Vũ đã cho số điện thoại quý vị thì quý vị có nhu cầu đến nhà vườn em Nguyên Vũ chơi hoặc là giao lưu. Thích cây nào thì quý vị cứ alo trực tiếp cho em Nguyên Vũ. Đẹp quá, một cột xì. Rất đầm lùn. U sụn. Cái máy này cũng hơi ngược sáng thì quý vị không nhìn rõ được. Một sân thượng nữa quý vị ạ. Đẹp quá, đúng người đam mê. Tuyệt vời luôn. Bonsai Đức Huy thực sự là đến nhà em Nguyên Vũ thì thật sự là cũng rất bất ngờ, bởi em Nguyên Vũ sở hữu rất nhiều đồ quý quý vị ạ. Thì trước mắt quý vị đây một cái phôi xanh đam điền, phải nói là rất rất là đẹp, rất nhiều điểm khó trên thân, rất nhiều điểm khó, rất nghệ thuật. Thực sự là anh ở đây là có rồi Vũ nhỉ? Có rồi. Mày trồng cây gì ở đây, cây ấy đấy, bán cây gì? Cây si đúng không? Cây si. Quá quý vị. Có rồi, mày trồng cây si ở đấy, cây si. Ấy trồng cây đấy. Thì trước ông Kính và Bonsai Đức Huy cũng xin trân trọng cảm ơn quý vị đã ủng hộ Bonsai Đức Huy và đồng hành Bonsai Đức Huy trong suốt thời gian qua. Thì cũng rất mong quý vị cùng đồng hành với Bonsai Đức Huy nhiều hơn nữa để Bonsai Đức Huy
có cái tinh thần, động lực để chia sẻ những video chất lượng gửi tới quý vị. Thì Quan Sát Huy cũng hứa với quý vị là sẽ đi thật nhiều, giới thiệu thật nhiều để chia sẻ gửi tới quý vị. Thì rất mong quý vị hãy đăng ký kênh và ủng hộ Quan Sát Huy bằng cách là xem hết video. Quan Sát Huy rất cảm ơn quý vị và chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và may mắn và thành công trong mọi lĩnh vực. Thì tới đây video cũng hơi dài thì Quan Sát Huy cũng xin dừng lời tại đây. Trước khi dừng lời thì cũng xin chân thành cảm ơn quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Cảm ơn quý vị. Một cái cây tầm 15-16 triệu mình thế nào bán được cho thằng này.